Còn vào chiều qua tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2015-2016, các cầu thủ của câu lạc bộ bóng rổ Sài Gòn Heat đã bước vào trận đấu cuối cùng trong chuỗi 3 trận trên sân khách liên tiếp. Đây là trận đấu rất khó khăn bởi các cầu thủ sẽ phải thi đấu trên sân của Hitech Bangkok, một đội đã từng là đương kim vô địch của giải. Sài Gòn Heat đã khởi đầu chậm chạp. Họ thiếu chính xác trong các pha dứt điểm và để đối thủ dẫn trước 22-14 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, sự xông xáo và khả năng tạo khoảng trống của Tuấn Tú đã tạo điều kiện cho Lenny Daniel và Moses Morgan giúp Sài Gòn Heat rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, sự xuất sắc của bộ đôi trung phong Chris Sharks và Steven Thomas vẫn giúp Hitech Bangkok City dẫn trước 45-32. Các cầu thủ Sài Gòn Heat đã rất nỗ lực ở hai hiệp tiếp theo nhưng không gặp mạnh ở những pha dàn xếp tấn công cuối cùng và đành phải chịu thua với tỷ số sít sao 82-88.